Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại Đồng Nai và hôm nay sẽ dẫn quý vị chúng ta sẽ trở lại thăm công trình của nhà anh Phát là một khách hàng của Mắt Hôn. Đây là công trình được thiết kế, quý vị có thể thấy là 3 tầng ha, với mái bằng và phong cách hiện đại. Đây cũng thuộc dạng một công trình là nhà phố và nhà ống nha quý vị. Thật sự thì về bản thân công trình này thì em cũng đã từng dẫn quý vị đến một lần rồi. Lúc đó thì công trình vẫn chưa vào cái giai đoạn là tô trát. Vậy thì cụ thể ngày hôm nay công trình này như thế nào? Chúng ta hãy tiến gần đến công trình và cùng nhau tham quan nhé. Với công trình nhà anh Phát thì như quý vị có thể thấy là ngày hôm nay thì công trình đã vào cái quá trình là tô trát rồi nha quý vị. Đây cũng là cái công trình phải nói là thuộc dạng là nhà ống cũng khá là tiêu biểu đó quý vị. Đó chính là thường thì cái chiều dài nó sẽ dài ra phía sau, còn lại thì sẽ là về là chiều rộng nha quý vị, thì sẽ hơi khiêm tốn một chút xíu, cho nên sẽ đẩy lên là cái độ cao là đến tận 3 tầng đúng không nè. Thì thông thường những công trình mà nhà ống và nhà phố thì thường sẽ thiết kế như thế này. Em cũng xin chia sẻ cụ thể về kích thước để quý vị nắm luôn nhé. Công trình sẽ có chiều dài là 22,5m, chiều rộng sẽ là 4,8m và tổng diện tích thiết kế của cả công trình tầm khoảng 270m2. Về chiều cao thì có song không định mái sau này sẽ là 10,8m, sàn tầng 1, sàn tầng 2 là 3,9m và sàn tầng 2 đến sàn của tầng tum ở phía bên trên sẽ là 3,6m nha quý vị. Nói chung là về giai đoạn tô trát này là cái giai đoạn nó rất là quan trọng nha. Vì sao nói như vậy? Bởi vì giai đoạn này tuy là chúng ta chưa thấy được cái vẻ đẹp của công trình, nhưng mà nếu mà cái phần tô trát này chúng ta làm không tốt thì có thể dẫn đến đó chính là bị nứt tường nè, hay là bị rỗ nè, hoặc là bị những cái lỗ li ti. Thì như vậy đến khi mà chúng ta sơn phết vào thì nó không có đảm bảo được cái chất lượng thi công của công trình. Do đó là thường vào giai đoạn tô trát thì đội ngũ thanh tra cũng sẽ đến để mà kiểm tra xem mà đội ngũ thợ xây làm có tốt hay không, rồi phần tường có đảm bảo là láng mịn hay chưa. Thì từ đó thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái phương án để có thể giải quyết cho quý khách hàng. Thông thường thì cái thời gian để mà hoàn thành bộ hồ sơ thiết kế của Mắt Hôn là tầm 30-45 ngày. Trong khoảng thời gian này thì gia chủ hoàn toàn có thể là trao đổi và chỉnh sửa cho đến khi nào hài lòng thì thôi. Và sau đó ha quý vị, thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn đó chính là ra dự toán đúng không nào. Và quý vị có thể cân nhắc đối với sở thích cũng như khả năng tài chính của mình. Nếu mà quý vị cảm giác là dự toán hơi cao, chúng ta muốn đổi một số những cái hạng mục trong phần hoàn thiện, chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ cho quý vị. Ngược lại, có một số gia chủ lại muốn nâng cấp lên, tức là đổi sang một số những cái vật tư vật liệu sang trọng hơn, thì chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ nhé. Về vật tư vật liệu thì hiện tại thì công ty chúng tôi đã có sản xuất phân phối một số dòng, ví dụ là sơn nè, bột bã nè, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng vân vân. Nó sẽ liên quan nhiều về phần hoàn thiện hơn. Thì đến giai đoạn hoàn thiện thì thông thường những công trình của Mắt Hôn thì 100% đều sẽ sử dụng đó chính là sơn và bột bã Mắt Hôn. Chúng tôi cũng sẽ có những mức giá phải chăng dành cho quý khách hàng. Và với công trình này là một công trình hiện đại quý vị, cho nên là từ cái thiết kế 3D quý vị thấy là cũng không xuất hiện nhiều những cái đường cong hay là những cái đường phào chỉ. Cho nên là về dự toán á, so với một công trình tân cổ điển cùng diện tích thì công trình hiện đại thường chi phí nó sẽ rẻ hơn. Đây cũng là điều mà quý vị cũng có thể tham khảo qua. Ngoài ra thì về thiết kế mái bằng ở bên trên cũng vậy, nhờ vào thiết kế mái bằng cho nên là chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được một phần chi phí nè. Chưa kể là nếu xét về cái tiêu chí là phòng cháy chữa cháy thì nó cũng là cái dạng tốt nhất trong tất cả các loại mái nha quý vị. Thì đó là một số những cái thông tin cơ bản về công trình này. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng với thanh tra của Mắt Hôn đi kiểm tra xem là chất lượng thi công như thế nào. Hôm nay thì phòng thanh tra về nghiệm thu phần tô chát và những cái đường điện cho đường điện để chuẩn bị công tác đi thạch cao cho căn anh Phát ở Trảng Bom. Thì trước tiên thì kiểm tra phần tô chát trước, thì chúng ta kiểm tra thứ nhất là về độ phẳng của tường xem đạt không, và thứ hai là kiểm tra xem độ ẩm đã đạt chưa để chuyển bước công đoạn là sơn bả, và kiểm tra những kích thước cửa, cạnh cửa xem đã đạt yêu cầu chưa. Trước tiên anh kiểm tra cái bức cửa này xem đã thẳng chưa. Anh bật máy laser lên. Bởi vì cái cửa chính này là phần điểm nhấn kiến trúc, nên là khi mà lắp cửa vào nếu mà cạnh cửa không thẳng nhìn sẽ phát hiện ra ngay.
nên chúng ta rất là phải lưu ý. Đây là cái máy kiểm tra độ ẩm của tường. Cạnh cửa rất thẳng rồi đúng không? Đi check ra một chút ngoài một chút anh. Check ra ngoài một chút, check laser ra ngoài một chút. Đó. Ok. Bên kia. Bên kia nữa. Rồi, rất thẳng rồi, nhìn sơ thì chúng ta thấy rất thẳng rồi. Thẳng vào góc. Ta kiểm tra cái độ ẩm của tường. Độ ẩm đang là 16%, độ ẩm lý tưởng để chuyển dai. Đấy, cạnh góc tường đang rất là thẳng. Tường rất thẳng. Độ ẩm 16%. Độ ẩm lý tưởng để chúng ta cái chuyển ra giai đoạn là sơn bả. Có thể kiểm tra thêm cái phần độ phẳng của tường. Chúng ta có thể thấy là cũng rất là phẳng. Đó. Kích thước lên là nhìn gần như là không có khe hở luôn. Ở đây thì khách hàng chọn loại cát tô là cát thô, cát hạt thô nên là nhìn cái bề mặt nó không được mịn như cát hạt mịn. Bù lại thì cái phần cường độ của lớp hồ tô này rất là chắc. Cái phần bề mặt không được mịn này thì sẽ xử lý bằng khi mình sơn bả. Khi bả lên thì sẽ khắc phục hoàn toàn cái hiện tượng mà bề mặt nó không phẳng này. Tường chắc, rất là chắc. Bởi vì là dùng cát hạt thô nên là cường độ tô rất là, cường độ hồ tô rất là cao. Đó, có thể thấy là rất thẳng. Rất là thẳng. Gần như không khe hở luôn. Ở đây có thể kiểm tra được cái phần trần thạch cao mà giáp với tường. Nếu mà tường mà tô mà không thẳng thì khi mà ghép thạch cao lên sẽ khe hở, nó sẽ không đều. Và bức tường này tương đối thẳng. Một chân này hiện tại là đoạn thợ đã thi công, cho nên là có một số vị trí là đóng lưới rồi, một số vị trí là chưa. Đây là vị trí này cũng muốn lưới thủy tinh. Ở đây thì tổ đội cũng đã chuẩn bị sẵn, như vậy để thấy là lưới thủy tinh để đóng cái trần cao. Tường rất phẳng. Các bác thợ ở đây thì tay nghề rất là cao. Anh kiểm tra cho cái cửa này đi, cửa bếp này xem đã vuông chưa, hai cạnh xem đều chưa. Tường rất phẳng. Đây có thể kiểm tra đây. Tường gần như là phẳng tuyệt đối, không có khe hở luôn. Đội thợ tay nghề tô rất là cao. Rất thẳng này đúng không ạ? Xoay bằng cái này thì nó sẽ xoay ít này. Đó, khi mà cái độ chỉnh nó bé thì chúng ta có thể xoay bằng cái này thì sẽ rất là chuẩn. Xoay bên dưới ấy. Khi mà mình chỉnh đến gần cạnh cửa bắt đầu mình xoay cái chỉnh cái nút xoay kia thì rất là chuẩn. Chuyển nó đẹp cả. Ok. Bên này cũng vậy. Cạnh của hộp gen này cũng thế nhá. Các bác thợ tô hộp gen này cũng rất là chuẩn. Những cái vị trí hộp gen hay là những cái vị trí tường lồi ra này này, khi mà bức tường mà tô mà không phẳng thì sau này dẫn đến việc mà khi mà chúng ta lắp đặt cái đồ nội thất ở bên trong nhà nó sẽ bị hở và nó kênh tường nó sẽ không đều thì rất là xấu. Nên là đòi hỏi tay nghề thợ tô phải tốt. Những góc rất là vuông này, sau này mình đặt đồ, kê đồ và sát những cái cạnh này thì nó khe hở nó rất đều, đảm bảo độ phẳng cao. Chào anh ạ. Anh giám sát ở đây hả anh? Chủ nhà. À anh chủ nhà. em đang kiểm tra nhà cho gia đình mình, kết hợp vào bọn em quay truyền thông luôn anh nhá. Rồi, ok. Dạ vâng. Quá tốt. Ê,
Vâng, thì em thấy đội thơ tô của mình rất là tốt đấy anh. Được, tô được tốt. Rất là phẳng, nhà mình chọn cái hạt cát hạt thô này thì cái cường độ nó rất là chắc. Chắc. Vâng. Ở đây em thấy bên đội thợ điện đi cũng rất là chuẩn nhé. Nhà mình chọn toàn bộ hộp ống gen là ống gen cứng đúng không? Đúng rồi. Đi chuẩn tất cả nẹp hết lên tường. Ở bên đây làm tốt mà. Dạ, vâng. Thì đội mình đội thi công rất tốt. Chỉ có một vấn đề rất là nhỏ thì em sẽ nhắc nhở đội thợ, tức là phần vệ sinh hơi kém. Đúng, đúng. làm xong không vệ sinh lại. Cái đặc biệt chú trọng vào cái chống thấm. Dạ. Chống thấm thì bên em chắc chắn là sẽ làm theo quy trình rồi, cái đấy thì gia đình mình hoàn toàn yên tâm. Còn em chỉ cái đội thợ này tay nghề rất tốt, em chỉ đánh giá một chút là về phần vệ sinh thôi là. Làm tới đâu phải gọn tới đó. Đúng rồi. Cái này bừa bãi quá. Cái này hơi bừa bãi thì sẽ nhắc nhở đội thợ xử lý ngay anh nhé. Cái này không vấn đề gì cả. Về phần kỹ thuật thì rất là tốt. Anh ơi, đi lên mà mình lên trên tầng trên này kiểm tra. Ở trên tầng 2 này thì chúng ta có thể kiểm tra tường xây cũng rất là phẳng, đặc biệt là đường điện nước đi rất là chuyên nghiệp và đạt yêu cầu. Đó, tất cả những cái đường ống gen này phải nẹp lên trên trần bê tông. Đi gọn gàng, không đi tắt, đi thẳng. Đi có cái ngã chia đầy đủ. Đi có thể đi vào trong phòng trong này để kiểm tra. Đây thì có thể thấy là tường tô rất là phẳng, đặt thước lên là in thước luôn. Gần như là không có khe hở. Đây, có thể thấy là gần như không có khe hở. Đây, gần như là không khe hở luôn. Đường rất thẳng. Về cái phần tô, cái đại cửa này cũng rất là yêu cầu. Hầu hết là những cái chỗ này hay rất là dễ bị bỏ. Nhưng mà cái đồ thợ này làm rất là tốt. Đội thợ cũng nắm kỹ thuật rất là tốt, bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy này. Dốc ra ngoài khoảng 5 ly. Dốc ra ngoài khoảng 5 ly. Để sau khi mà lắp cửa này thì nước ở bên ngoài này nó không bị đọng lại này. Những cái khu vực vệ cửa này thì nếu mà thợ làm không tốt thì sẽ gây ra hiện tượng là bị bộp, bởi vì là các bác là không bao giờ tô liền mạch mà phải tô sau để cầm cạnh cửa sau. Anh kiểm tra kỹ những cái phần cạnh cửa này xem có bộp không. Không có hiện tượng bị bộp. Chỗ này, khu vực này nhắc đội thợ một chút, bởi vì cái phần ống nước này, cái phòng này khả năng là chưa làm xong, đường điện chưa làm xong và đường nước cũng đang đi, thì cái ống nước những cái khẩu độ mà dài thế này này, cứ cách khoảng 1 mét, để có ti. Đúng rồi, phải có ti chúng ta bắn lên trên trần để tránh cho khi mà nó rung lắc ở sau này quá trình sử dụng, rung lắc thì nó sẽ bị hỏng ống. Đấy, cái này phải nhắc nhở đội thợ. Đường điện này cũng thế, tất cả ghim hết lên trần nhưng mà nhìn thì thấy là cái đường này đang làm dở. Đúng rồi, bắn kiểm tra cái cửa. Đây rất là thẳng. Góc tường rất thẳng. Cạnh cửa cũng thẳng. Cái khu vực góc tường này thường là sau này sẽ để những cái đặt những cái tủ tường. Nếu mà tường mà bị nghiêng không thẳng thì đặt tủ tường lên rất là xấu. Kết hợp với những cái cạnh cửa và góc tường phải thẳng, và sau này nền nhà cũng phải thẳng tuyệt đối. Nếu mà nền nhà mà không phẳng, chỉ cần nghiêng một chút thôi thì khi mà mình kê những cái vật dụng trong nhà nó sẽ ảnh hưởng, nó bị nghiêng và nó không đẹp về thẩm mỹ. Đây, góc cửa này chúng ta có thể kiểm tra qua. Đấy, có thể thấy là thẳng, thẳng tương luôn. Đó. Ở vị trí này thì đang ốp lát vệ sinh. Cái sàn vệ sinh này sau khi ốp lát xong ấy thì sẽ vệ sinh gion và trà gion.
những cái phần góc này các bác thợ làm cũng rất là đẹp, rất là mịn. Phần ốp lát này sẽ được kiểm tra sau khi hoàn tất tất cả các nhà vệ sinh thì sẽ kiểm tra xong. Ở căn nhà này thì phần trên mái là mái bằng và các đội thợ đã làm công tác chống thấm rồi, chúng ta có thể kiểm tra luôn khi mà hôm qua trời mưa rất to và nước đang đọng ở trên mái rất là nhiều, thì kiểm tra trên trần này thì tất cả các phòng đều không bị hiện tượng thấm đổ xuống, bê tông đổ cũng rất là mịn. Nếu mà chúng ta phần mái bằng này chúng ta chống thấm cũng tốt thì chỉ 1-2 trận mưa là chúng ta có thể thấy là nó bị thấm ra. Đây chất lượng bê tông rất tốt, không bị hiện tượng nứt chân chim hay là bị hiện tượng thấm rột, nên là công tác chống thấm cũng rất đảm bảo. Thì ở đây xin tổng kết một chút về căn này. Thì trước khi mà chuyển sang công tác thì đánh giá, chuyển sang công tác sơn bả thì đánh giá về công tác tô chát là đạt yêu cầu, thợ tô rất là phẳng, những vị trí giáp mí là làm phẳng và đẹp. Còn về phần điện, trước khi chuyển sang trần thạch cao cũng đã kiểm tra thì phần đường điện đi cũng rất là đúng kỹ thuật, đi tất cả nẹp lên trên tường và dùng ống ghen cứng nẹp lên trên tường và treo những cái ổ điện rất đúng vị trí để sau này chúng ta có thể đục trần thạch cao ra để lắp bóng đèn rất là chuẩn. Và tiếp theo nữa là nhắc nhở đối thợ về cái phần vệ sinh thôi. Phần vệ sinh thì thợ này làm rất là tốt rồi, nhưng mà còn phần vệ sinh nữa, chúng ta phải làm sạch sẽ ngay từ đầu, làm đến đâu dọn đến đấy, không được để tình trạng mà bừa bộn thì nó gây mất thẩm mỹ. Mặc dù tay nghề mình cao rồi nhưng mà mình vẫn phải làm cho nó chỉn chu để làm hài lòng tất cả khách hàng. Vừa rồi thì quý vị cũng đã chứng kiến cái quá trình thanh tra giám sát của đội ngũ thanh tra của Mắc Hôm. Thông thường như quý vị thì khi quý vị ký kết hợp đồng thiết kế và thi công trọn gói chúng tôi thì đội ngũ thanh tra thì cũng sẽ tiến hành, đó chính là thanh tra online hoặc có thể đến trực tiếp với quý vị. Đây là điều trong tài khoản, trong cái điều khoản của hợp đồng thì lúc nào thì chúng tôi cũng sẽ có cái chi tiết này. Ngoài ra thì có một cái tin vui dành cho những quý khách hàng là chỉ ký hợp đồng mà có thể là tự thi công thì chúng tôi sẽ có ưu đãi, đó chính là 2 lần thanh tra giám sát miễn phí. Đây cũng là một cái điểm cộng rất lớn của Mắc Hôm so với những đơn vị khác trên thị trường, cho nên quý vị cũng có thể tham khảo qua nhé. Và ngày hôm nay thì Nhật An cùng với Thanh Tra đã dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà anh Phát ở Đồng Nai. Hy vọng rằng sau video này quý vị cũng hiểu rõ hơn quá trình làm việc của chúng tôi. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì đừng ngại liên hệ ngay với Mắc Hôm qua hotline 0964458888, 0821333333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.